Và trên tay mình đây đang chính là chiếc Redmi 7A nha. Thì cũng sẽ nhiều bạn thắc mắc là tại sao mình đã làm Redmi 7A rồi mà hôm nay trên tay mình lại là Redmi 7A nữa. Thì chiếc Redmi 7A lần trước mình mua là khoảng 1,7 triệu, nhưng mà đó là hàng xách tay nha. Còn hôm nay mình mua ở đây chỉ có 1,5 triệu thôi, nhưng mà đây là hàng chính hãng nè. Mình mua chiếc điện thoại này bởi vì có người thân nhờ mình tư vấn một chiếc điện thoại mà dưới 2 triệu đồng, mới chính hãng, có tiếng Việt, thì mình đã suy nghĩ tới em Redmi 7A này. Và bây giờ thì mình sẽ cùng mở hộp ra nha. Thì mình cũng sẽ chỉ đánh giá sơ qua lại thôi, bởi vì mình đã có một video mở hộp và test game chiếc Redmi 7A rồi. Cho nên nếu như bạn nào mà muốn chi tiết hơn á thì có thể xem lại video đó nha. Và rồi, thì đây chính là cái hộp đóng gói của em đó nha. Sản phẩm này được mình đặt tại Shopee nè, và người gửi nè. Thì cái lần này người gửi đó là một cái shopmon của Xiaomi luôn, cho nên cái vấn đề về chất lượng thì mọi người yên tâm nha. Và khi mua mình có nhập thêm một cái mã giảm giá nè, ELMI200K nè, tối đa 5%, nó giảm thêm được khoảng là 100 mấy ngàn á, cho nên giá của nó chỉ còn có 1,566,000 thôi, chứ giá mà lúc nó sale là khoảng 1,6 triệu nha. Redmi 7A phiên bản này là 2GB 16GB nha, và hàng chính hãng, bảo hành 18 tháng luôn, ở màu xanh. Nhìn cái hộp nó có lủng một lỗ cũng khá to nè. Ở đây có một cái tem niêm phong nha. Bây giờ thì mình sẽ khui ra luôn. Và đây chính là hộp đóng gói của chiếc Redmi 7A nha. Thì do đây là một sản phẩm chính hãng nên ở đằng sau nó sẽ có một cái tờ giấy của DigiWorld nè. Một cái hộp màu trắng nha, với có một cái đường viền ở dưới nè, từ màu đỏ qua màu cam. Redmi 7A nè, cũng logo Mi. Rồi thôi, mình sẽ mở ra luôn nha. Và ở phía trên cùng mình sẽ có như là hai tập sách hướng dẫn sử dụng nè, và một cái que chọc sim nha. Đó rồi. Và bên dưới đây chính là chiếc Redmi 7A màu xanh nè. Mình sẽ cùng xem phụ kiện nha. Thì phụ kiện ở đây gồm có, và đây là một cái củ sạc. Thì đây là củ sạc thường thôi nha, 5V 2A. Và một cái cổng cáp với chuẩn là micro USB. Đó rồi. Hình như phụ kiện nó vẫn y chang à. Con kia thì mình mở lâu quá mình cũng chả nhớ nữa. Và mình sẽ đến với nhân vật chính luôn, chiếc Redmi 7A. Bây giờ mình sẽ bóc cái siêu màn hình ra nha. Đó. Ở đây thì chắc cũng sẽ có nhiều bạn thắc mắc là chiếc điện thoại này sẽ hỗ trợ máy SIM và có thể nhớ không. Thì đây mình sẽ mở luôn nha. Nó cũng sẽ y chang với lại chiếc xách tay, đó là nó sẽ có 2 SIM và một thẻ nhớ riêng luôn. Và với bộ nhớ là 16GB á, thì chắc chắn rằng phải sử dụng thêm thẻ nhớ rồi. Và rồi, mình đã khởi động chiếc máy này lên rồi. Thì một điều á, là mình thấy rất là quan trọng của những chiếc điện thoại mà chính hãng á, so với xách tay, là nó sẽ có tiếng Việt sẵn khi mình vừa mới mở hộp nha. Còn với những chiếc điện thoại xách tay á, thì các bạn phải đợi khoảng một thời gian các bạn unlock bootloader và các bạn mới cài được tiếng Việt. Thì đó là một điểm khác mình thấy rất nhiều người đắn đo. Và rồi, vậy là mình đã vừa setup chiếc máy này xong rồi. Bây giờ mình sẽ vào cái phần giới thiệu để mình xem nha. Và chiếc máy này đang chạy là MIUI 10 nè, trên nền tảng là Android 9, và RAM 2GB, bộ nhớ 16GB nha. Và bộ nhớ hiện tại đang trống là chỉ còn có khoảng 8GB thôi. Nếu như bạn nào mà cần bộ nhớ nhiều hơn thì có thể mua lên phiên bản 32GB nha. Và sau khi vào cái phần cập nhật hệ thống, hiện tại ở đây nè, nó đã có luôn một cái phiên bản là MIUI 11 luôn rồi. Nếu như bạn nào có mua thì cứ lên thôi. Nói chung là MIUI thì mình thấy nó càng lên thì nó càng mượt thôi. Thì camera ở đây thì cũng khá là đơn giản, chỉ có như video ngắn nè, video chụp ảnh nè, và chế độ là chế độ thủ công á. Thì chế độ thủ công này thì có thể chỉnh được cái độ phơi sáng lên tới 32 giây nha. Và về chất lượng camera của chiếc Redmi 7A này thì mình cũng đã có đánh giá ở trong video trước rồi, nếu như bạn nào muốn xem á thì có thể tìm lại video đó nha. Và bây giờ thì mình sẽ mở cái phần setting lên cho các bạn xem nha. Ở đây thì mình đã bật mát hết rồi. Có cái chất lượng chi tiết hình ảnh á thì nó không cho mình bật lên nữa, nó chỉ cho mình bật là cao thôi. Nói chung thì với cái mức mà max setting luôn á thì ở trong game nó vẫn rất là mượt. FPS thì mình thấy rất ít khi tuột, nó giữ ở mức 29-30 nha. Nói chung rất là mượt luôn, không có một tí gì gọi là giật lắc cả. Wow, mình thật không ngờ rằng với cái con chip mà 439 á, một con chip mà Xiaomi trang bị vào một chiếc điện thoại giá rẻ nhất, lại chơi liên quân mượt tới như vậy. Và thêm một cái nữa là cái quả pin nè, các bạn xem, nãy là 81 tuột xuống còn 73, hết 8% trong 25 phút chơi game nha. Giờ là 5:42 nè, 25 phút chơi mà pin nó chỉ tuột có 7% thôi.
Trời ơi. Đó, như mình nói, Alpha 9 này thật sự là nó không lắc một tẹo nào cả. Mọi thứ rất là mượt luôn. Cái đường đua ngắn quá. Và mình sẽ đến với tựa game cuối cùng nè. Đó là tựa game Bugsy. Ở đây thì mình sẽ cho bạn xem cái mức cấu hình luôn nha. Thì mức cấu hình mạng định của nó bật ra fit, cái đồ họa là smooth nè. Và cái frame rate á, cái khung mình á đang bật là medium nha. Mình vẫn để này, mình cái này để mình xem nó chỉnh được lên tới cỡ nào. Rồi, thì ở Bugsy á nó cũng cho mình không cho mình chỉnh lên HD nha. Rồi, thì cái cấu hình như vậy thì đã là mát rồi nha. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu luôn nè. Nói chung thì về cái màu sắc của con này thì mình nói thật là không thể chơi điểm nào được. Màu sắc của nó lên rất là đẹp. Và tuy chỉ là HD thôi, nhưng mà mọi thứ nó không phải là quá rổ. Nói thật là mình nhìn bình thường á, mình còn không phân biệt được là Full HD với lại HD nữa. Còn hiện tại mình đang trên máy bay nè. Nói chung là ở cái bước mà trên máy bay và nhảy dù á, thì cũng mình chưa thấy hiện tượng giật lag nha. Mọi thứ vẫn rất là ok. Và trong quá trình mà test game nãy giờ thì mình cũng không thấy nó nóng lên một tí nào cả. Rồi, và mình đã có súng rồi. Bây giờ đi tìm tụi nó mà bắn thôi. Rồi, và mình đã ở trong tựa game Bugsy được khoảng 15 phút nha. Và pin của nó nè, tuột chỉ tầm khoảng có 4% thôi. Cho nên á, mình tính ra thì một tiếng tuột chỉ tầm khoảng mười mấy 20% thôi. Nếu như các bạn mà sử dụng để chơi game liên tục á, cái thời gian on-ring của nó phải đạt tầm khoảng tới 6 tiếng nha. Wow, rất là trâu bò. Một ngày mà chơi game 6 tiếng là mình nghỉ luôn. Mà chiếc điện thoại này nó còn hỗ trợ cả sạc nhanh nữa. Nhưng mà cái cụ sạc đi kèm á, không có sạc nhanh nha. Cho nên nếu như bạn nào mà muốn sạc nhanh á thì phải mua thêm thôi. Rồi, chắc vậy thôi. Chiếc điện thoại này thì mình cũng đã đánh giá nó ở video trước rất là kỹ rồi. Bây giờ mình sẽ so sánh giữa sách tay với lại chính hãng nha. Đầu tiên ở đây về mức giá đi. Thường thì hàng chính hãng nó sẽ mắc hơn khoảng vài trăm ngàn cho đến khoảng vài triệu tùy chiếc điện thoại nha. Nhưng mà ở đây mình mua chiếc điện thoại này, hàng chính hãng nó còn rẻ hơn cả hàng sách tay nữa. Chỉ tầm khoảng 1,5 triệu hơn thôi. Còn nếu như hàng sách tay á, thì nó rơi vào tầm khoảng 1,7 triệu. Nếu như hàng chính hãng đã rẻ hơn thì ngại gì mà đi mua hàng sách tay chi nữa, đúng không? Và hai điểm khác biệt duy nhất của hàng chính hãng và hàng sách tay á, đầu tiên đó chính là về ROM. Thì hàng sách tay sẽ chạy ROM của Trung Quốc nha. Còn hàng chính hãng nó sẽ chạy ROM global nè, ROM quốc tế. Cho nên việc chạy ROM quốc tế sẵn á, nó sẽ có sẵn tiếng Việt luôn. Và một cái nữa đó là về bảo hành. Bảo hành của hàng chính hãng là bảo hành tại hãng, bảo hành trên toàn quốc. Còn với hàng sách tay á, là sẽ bảo hành tại shop. Cái shop mà mình mua ở shop nào thì mình sẽ bảo hành ở shop đó nha. Cũng về cái bảo hành này thì sẽ tùy shop nha. Có shop sẽ bảo hành 6 tháng, có shop sẽ bảo hành 12 tháng. Và cũng có những shop nó sẽ không có bảo hành nguồn và màn hình nữa. Còn với hàng chính hãng nè, nó sẽ bảo hành 18 tháng, bảo hành toàn diện luôn. Và chỉ như vậy thôi. Thì đây là một chiếc điện thoại mà mình thấy rất là đáng mua ở trong cái mức giá mà tầm 1,5 triệu luôn. Đường link chi tiết để mua sản phẩm này thì mình cũng sẽ để ngay bên dưới phần mô tả nha. Nếu như bạn nào mà muốn mua thì có thể click vào đường link mình để ngay bên dưới. 1,5 triệu thì các bạn sẽ có những gì? Đầu tiên mình thấy ngay đó là một viên pin rất là trâu bò, 4000 mAh nè. Tiếp đó nữa là một con chip cũng không phải là dạng tồi ở trong cái tầm giá của em nó. Chip Qualcomm Snapdragon 439. Thì các bạn có thể nhìn thấy rằng đây là một chiếc điện thoại. Tuy rằng cái viền trên, viền dưới, viền hai bên thì vẫn rất là dày, nhưng mà được cái là tỷ lệ 18:9 luôn. Mình có thể thao tác những cử chỉ mà vuốt của Xiaomi nè. Và một cái nữa, trong tầm giá 1,5 triệu, thường thì mình chỉ tư vấn những chiếc điện thoại cũ thôi. Nhưng mà đây là một chiếc điện thoại mới 100% luôn. Và các bạn nghĩ sao về chiếc Redmi 7A này, khi nó sale tới xuống giá mà 1,5 triệu, thì hãy comment để lại ý kiến ở bên dưới nha. Và mình cũng xin kết thúc video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video clip của mình. Chào tạm biệt.
và hẹn gặp lại tất cả mọi người.